Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 9, một xác hai mạng không một. Kiếm đường trở thành một đống phế tích hoang tàn đổ nát, vẫn còn khói bụi ảm đạm bay phất phơ. Lửa vẫn cháy hừng hực khắp nơi, kết hợp với vết máu tràn lan đầy đất trông không khác nào địa ngục tuyết tuyến tử đứng trên mái hiên sụp đổ mấy đứa thích đâm đầu vào chỗ chết phiền quá đi mất ôi nhưng nếu không tìm chẳng lẽ lại để hai đứa nó no hóa thành oan hồn ở đây lỡ chết rồi lại oán ta thấy chết không cứu quay ra ám quẻ ta thì hỏng bét luôn hắn bẻ một cành cây gầy gầy mấy viên gạch vụn mói vỡ vừa khều vừa kéo dài giọng ra chỉ vân bé bỏng ơi chỉ vân bé bỏng hỡi ôi trời tại ngươi ham mù không chịu giúp ta một tay nếu không làm sao nát be nát bét ra được. Đường lệ từ nhanh chóng chạy tới, lúc ngươi đến đã thế này rồi à? Tuyết tuyến tử đáp, ta có đến sớm hơn ngươi nhiều đâu, thuốc nổ mà bùm một cái là thành ra thế này rồi còn gì? Nếu hai đứa nó ở trong kia thật thì có khi một mảnh chỗ này một mảnh chỗ kia là chúng nó đấy. Đường lệ từ khẽ cau mày, đưa tay ấn lên bụng, chán lấm tấm mồ hôi lạnh, thôi đừng nói nữa, tìm đi, ta không tin chỉ vân với thẩm lang hồn dễ chết như thế. ha ha. Há, há, nếu hai đứa nó mà dắt tay nhau chết chung cả đôi thì có phải trên đời này bớt đi hai tên ác ôn bại hoại không? Lẽ ra phải vỗ tay ăn mừng mới đúng. Tuyết tuyến tử cười nói, nếu ngươi mà chết cùng nữa thì ta phải đi đốt pháo chia vui. Đường lệ từ khẽ cười, tiếng thơm để lại nhiều lắm trăm đời, tiếng xấu thì truyền cả vạn năm. Kẻ tàn ác thường sống thành thơi mà chết làm sao được. Tuyết tuyến tử liếc nhìn sắc mặt y, người khó chịu chỗ nào à? Đường lệ từ thở dài, ừ, tìm người đi. Hai người lục lọi đào bới trong bãi phê tích. Ban đầu dư ra kiếm trang còn có tiếng đánh nhau huyên náo, còn có kẻ liều mạng vì mấy bình thuốc kia. Ấy vậy mà chỉ một lúc sau hình như thắng bại đã phân, đám người hồng cô nương đã rút lui để lại bốn bề yên ắng. Bóng đêm trùm lên, mọi chuyện xảy ra ban ngày dường như chỉ là cơn ác mộng. Hai người đang làm gì ở đây thế? Đột nhiên có giọng ai lạnh lùng cất lên giữa không trung, người đã chết hết rồi còn không chịu đi à? Tuyết tuyến tử ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy chỉ vân đang ngồi trên trạc cây xa xa, hờ hững nhìn hai người, hơ. Chúng ta đang lo lắng cho các ngươi đây, đúng là hai đứa tồi tệ bạc bẽo, vừa rồi ở kiếm đường xảy ra chuyện gì thế? Hai đứa có làm sao không? Đường lệ từ đứng dậy mỉm cười nhìn chỉ Vân, chỉ Vân ngồi trên cây xua xua tay, chỉ có thứ gà mờ hạng ba mới dính phải thuốc nổ, mà cũng chỉ có đám giờ hơi hạng bét mới tìm người trong đống gạch vụn. Họ thầm đã đi trước rồi, ta tử tế lắm mới ở lại đây chờ các ngươi, không thì cũng lượn từ sớm. Dư khớp phượng thì sao? Đường lệ từ sách túi thuốc kia lên, cười hỏi, ngươi thắng à? chỉ Vân hờ hững đáp, chưa phân thắng bại mà vĩnh viễn không phân được nữa. Hắn chết rồi sao? Tuyết Tuyến Tử cũng cười, là ngươi giết hay bị mìn nổ chết? Chỉ Vân mất kiên nhẫn, ai mà biết được? Hắn bị họ thẩm kia bắn cho một châm, mà trên châm có độc, ta làm sao biết hắn chết vì độc hay chết vì bị nổ banh xác? Tuyết Tuyến Tử ậm ừ, xả ảnh châm của thẩm lang hồn à? Với thân thủ của dư khắp vượng làm sao bị ám toán dễ dàng như vậy được? hào. <laughs> Ghi lực chiêu tây phong trảm hoang hỏa của dư lão đầu đúng là kinh khủng. Kiếm còn chưa vung lên thì kiếm khí đã chém gãy cả xà nhà. Họ thầm rơi từ trên xuống làm hắn giật mình, ta chớp ngay cơ hội vung ra đao cuối cùng. Nhưng hòa thượng phổ châu cũng nhận ra thầm lang hồn nên vung kiếm lên chém luôn, cổ khê đàm ra tay ngăn lại làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Xong rồi cũng chẳng hiểu sao tiêu kỳ lan lại bồi thêm mấy nhát kiếm xoáy về phía dư lão đầu, Tên họ thầm vốn ủ mưu sẵn nhân lúc này bắn châm độc ra, cộng thêm một đao của ta nữa. Dư lão đầu bị tấn công từ ba hướng, cuối cùng chúng châm độc rồi gục luôn. Chỉ vân lạnh nhạt nói, sau đó đám người kia lao vào đánh nhau túi bụi, chẳng biết đang đánh lộn cái gì nữa, thế là ta chuồn. Chỉ vân bé bỏng làm ta ưng cái bụng quá, tuyết tuyến tử tấm tắc khen, thẩm lang hồn còn đang bị người ta đuổi giết trong sảnh đường mà ngươi đã đi à có thế mà hắn ta đã chết thì làm sao đáng giá 5 vạn lượng vàng? Năm vạn lượng vàng kiếm dễ vậy sao? Chỉ vân trợn trắng mắt, ta lật tung cả nhà dư lão đầu lên mà không thấy bóng dáng cô vợ kia của ta đâu. Lão quỷ, rốt cuộc người thấy xe ngựa của Bạch Tố Sa ở chỗ nào? Hay nàng ta rút lui theo cùng những người khác rồi? Tuyết tuyến tử đáp, vợ người cao quá, eo nhỏ quá, mặt thon quá, ngực nhỏ quá, mắt xa lông mày quá, mũi cách miệng rộng quá, Tai to quá, vai thì lệch, răng lại còn hơi vàng. hắn vẫn thao thao bất tuyệt, không như hồng cô nương ở trong lầu gác kia, ai già, khí chất như lan người như cúc, chẳng có khuyết điểm nào. lão sắc quỷ chỉ vân giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi nói: sao, ngươi hiểu rõ nàng ta như thế? đường lệ từ khẽ cười, tuyết lang ảo diệu ở chỗ ấy đấy, người ngoài không hiểu đâu y vỗ vai chỉ vân đi thôi người không sao là tốt rồi ta lấy được thuốc dư ra kiếm trang tan dã dư khớp phượng chết dẫu không hoàn toàn ưng ý nhưng chuyện hôm nay cũng coi như thành công rồi chỉ vân vẫn chỉ vào tuyết tuyến tử bỏ ngoài tai lời đường lệ từ lão sắc quỷ hôm nay mà không nói rõ ràng thì lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi đâu tuyết tuyến tử ai một tiếng cười nói đời người thích nhất chuyện tầm thường ngắm hoa ngắm trăng ngắm mỹ nhân. Chỉ Vân bé bỏng ơi, ném ả à đàn bà vong ân bội nghĩa kia sang một bên đi, lần sau ta giới thiệu cho ngươi mấy cô nương hiền lương thục đức chính hiệu. Người ngao du giang hồ kết giao bằng hữu, rong chơi sông núi thưởng ngoạn gió trăng, nàng ta tuyệt đối không hỏi cũng sẽ không chạy mất, thấy sao nào? Hắn cười ha hả rồi lướt đi, bóng hắn như một quần sáng trắng vút qua bầu trời hướng về phương xa rồi biến mất chỉ vân nổi trận lôi đình ào ào chửi mắng ai si tình với ả đàn bà kia chứ nhưng cô ta mang tiếng là ả đàn bà của lão tử cấm ngươi sờ vào muốn đánh muốn giết là quyền của ta lão sắc quỷ lần sau gặp mặt nhất hoàn độ nguyệt sẽ hỏi thăm ngươi đường lệ từ lại vỗ vỗ vai hắn hòa nhã hỏi được rồi được rồi thẩm lang hồn đi đâu thế quay về quán trọ ở nhai tỉnh trang rồi chỉ vân liếc nhìn cái bọc trong tay đường lệ từ Đột nhiên bật cười, hắn nói tối nay phải đi đốt cái miếu nát ở nhai tỉnh trang. Khóe mắt Đường Lệ từ hơi cong lên, cười mà như không cười, sao thế? Chỉ Vân cười ha hả, bởi vì hòa thượng là thứ đáng ghét nhất trên đời này. Đường Lệ từ mỉm cười, vậy cứ để hắn đốt đi, đốt xong thì gửi trụ trì 50 lượng vàng xây lại là được. Chỉ Vân tấm tắc khen, ngươi kỳ lạ thật đấy, lúc thì giết người không chớp mắt, lúc lại tốt quá đà đến hết thuốc chữa. Đường lệ từ hòa nhã nói, cả ngày không thấy phụng phụng rồi, không biết tình hình nó thế nào, mau về đi thôi. Hai người trở lại quán trọ tỉnh Vân ở nhai tỉnh Trang, quả nhiên thẩm lang hồn đang ngồi đợi trong phòng. Gương mặt bình thường không có gì đặc sắc của hắn vẫn tỉnh bơ như mọi khi, nhìn vào không thể nhận ra hắn vừa đánh một trận long trời lở đất. Trên bàn đặt hai đĩa đồ ăn, hắn đang uống rượu một mình, đường lệ từ khẽ phất tay áo ngồi xuống cạnh hắn, thẩm huynh vui ghê. Thẩm lăng hồn thản nhiên nói, quá khen, hắn không kể rốt cuộc mình đã làm gì để thoát TSN dưới kiếm của thượng sư Phổ Châu, cũng không kể lúc mình nổ thì hắn đang ở nơi nào, giống như mọi chuyện vẫn chưa hề xảy ra. Chỉ vân chạy ào vào phòng, lúc này phụng phụng đang bò trên giường, thấy hắn đi vào thì mở đôi mắt to tròn rồi mếu miệng khóc ôm lên. Cả ngày không thấy ai cả, nó đã đói lắm rồi chỉ vân vội bế nó lên phụng phụng cạp vào ngón tay hắn mắt dưng dưng lệ như hoa đào ngậm nước ai ra chỉ vân bị đau kêu lên hắn quen bị thằng nhóc này cắn rồi nó còn chưa mọc răng nhưng cái gì cũng dám cạp đúng là cầm tinh con chó đường lệ từ và thẩm lang hồn ngồi đối ẩm với nhau thẩm lang hồn thong thả uống rượu tâm tình bình thản giữa hai chân mày đường lệ từ ngày càng lộ rõ vẻ đau lớn Ngồi yên một lúc thì Thẩm Lang Hồn bất ngờ lên tiếng, "Đây là vết thương cũ à?" Đường Lệ từ nhắm mắt gật đầu, Thẩm Lang Hồn hỏi, "Ta xem thử có được không?" Đường Lệ từ cười cười đưa tay ra, ba ngón tay trái của Thẩm Lang Hồn đặt vào mạch môn y, thoáng ngưng lại rồi cau mày. Đường Lệ từ mỉm cười hỏi, "Thế nào?" Thẩm Lang Hồn đáp, "Mạch tượng kỳ lạ, không hiểu rõ lắm." Chỉ vân trong phòng bón một ít nước, Đường cho phụng phụng xong thì đi ra ngã nhào lên ghế tựa rồi ủy oải nói, kệ y đi, họ đường này có tám chín phần mười là đang sửa lưng ngươi. Thẩm lăng hồn uống một hớp rượu, cao thủ so chiêu, trên người có thương tích là nhược điểm chí mạng. Hôm nay ngươi đã làm vậy thì chắc là phải có tính toán từ trước, vết thương này ngươi không định chữa cho khỏi sao. Có tính toán á, đường lệ từ mỉm cười, tính gì cơ, thẩm lăng hồn hơi hợt đáp, tính toán chết dưới tay kẻ khác sống trên giang hồ có kẻ tự xưng hắc đảo, có người tự nhận bạch đảo, trung quy cũng là giết người và bị người giết mà thôi. Người đã gây ra chuyện lớn như phá nát dư ra kiếm trang, ép dư khớp phượng chết, cướp tinh quỷ cửu tâm hoàn, chắc chắn sẽ bị người ta lên kế hoạch báo thù, cướp đồ, vu oan giá họa, thậm chí giết người diệt khẩu. Thẩm huynh nói chi lý, y nói ra một câu hết sức nghiêm túc, thẩm lang hồn trái lại ngần người, rơi vào im lặng. Chỉ Vân nằm bên cạnh nhàn nhạt nói, họ thầm nhà ngươi tự lo cho bản thân thì hơn. Một năm tới đi theo thiếu gia A Lệ nhà họ đường, lão tử thấy năm vạn lượng vàng kia của ngươi chứ đầy rủi ro. Khả năng cao sẽ biến thành tiền từ tuất đưa cho lầu chủ của ngươi đấy. Thẩm lang hồn nhắm mắt không đáp, đường lệ từ hòa nhã nói, Chỉ Vân, ngươi đi lấy cho ta cốc nước lạnh. Chỉ Vân ủy oải đứng dậy, để làm gì? Đường lệ từ lấy trong túi ra hai bình tinh quỷ cửu tâm hoàn, lại lấy ở mỗi bình ra một viên thuốc. Chỉ vân bưng cốc nước đến, đường lệ từ thả một viên thuốc vào cốc nước lạnh, viên còn lại thả vào chén rượu của mình. Chỉ sau giây lát viên thuốc trong chén rượu bị hòa tan hoàn toàn, mà viên thuốc trong nước lạnh chỉ tan nhẹ, đến khi đường lệ từ lắc lắc cốc nước nó mới hoàn toàn tan ra. Thẩm lang hồn trợn tròn hai mắt, hắn và chỉ vân kinh ngạc nhìn đường lệ từ thầm nghĩ tên này đang định làm ảo thuật à. Quả nhiên, đường lệ từ nhìn cốc rượu có viên thuốc hòa tan kia không chớp mắt, bất ngờ nâng lên uống một ngụm nhỏ. Chỉ vân và thẩm lang hồn tức khắc hoảng sợ, một người giữ tay một người giữ vai nhanh như gió, nhưng cả hai đều thất bại, đường lệ từ đã nuốt ngụm rượu pha thuốc kia vào bụng. Chỉ vân giận dữ gầm lên, ngươi làm gì đấy? Thẩm lang hồn cũng tái mặt, thuốc này uống vào người, nếu chúng độc chẳng phải là sống không bằng chết sao? Đường lệ từ đặt chén rượu xuống, đầu lưỡi liếm khẽ quanh môi, quả nhiên là hắn. Hắn nào, sao ngươi lại uống thuốc kia? Chỉ vân nắm chặt cổ tay y, ngươi muốn chết à? Đường lệ từ cười cười, thuốc này có tác dụng thế nào là ta nói cho ngươi? Chẳng lẽ chỉ vân ngươi chưa từng cảm thấy sai sai à? Không thắc mắc vì sao ta hiểu rõ nó như thế? Chỉ vân ngẩn ra, ngươi. Trong mắt Thẩm Lang hồn khẽ động, lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, "Chẳng lẽ ngươi?" Đường Lệ từ đáp, "Lần đầu uống thuốc này ta mới 11 tuổi, đến năm 13 tuổi đã uống đến phát ngán rồi." Chỉ Vân hỏi, "Năm ngươi 13 tuổi, mẹ nó, a à, lệ ngươi ở đâu trôi ra vậy? Sao lại gặp cái loại thuốc quỷ quái này?" Hào quang trong mắt Thẩm Lang hồn ngày càng rực rỡ, "Lai lịch của Đường Lệ từ thần bí lạ lùng, tại sao y uống tinh quỷ cửu tâm hoàn mà không chết?" Lẽ nào xưa nay y vẫn vẫn luôn uống thứ này? Thuốc này mà phát tác thì sống không bằng chết. Nhưng nếu mạng ngươi đủ cứng, đối xử với bản thân đủ tàn nhẫn, cố gắng vượt qua một lần thì ba đến năm năm sau vẫn sống ngon. Đường lệ từ nói, chỉ có điều đa phần mọi người không chịu nổi cơn đau đớn này, thà rằng tự sát cho xong. Ta, y ngừng lại một chốc rồi thở dài, năm 11 tuổi ta uống chơi chơi, đến năm 13 tuổi thì chúng độc nặng lắm rồi, muốn thoát khỏi độc tính của thuốc này chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng lúc đó ta có ba người bạn thân, một người trong số đó giỏi giải độc. Hắn đã giải độc giúp ta, một năm sau thì không bị thuốc này khống chế nữa. Giọng đường lệ từ đang ôn hòa lại từ từ biến thành hờ hững, giống như viên ngọc trai dần dần hóa thành cho bụi, tình bạn giữa chúng ta khăng khít lắm, hắn là một người tốt. Hồi trẻ ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện sằng bậy hèn hạ vô xì bạn bè thân thích đều thất vọng về ta nhưng hắn vẫn không ruồng bỏ ta hắn nói ham muốn kiểm soát của ta quá mạnh bất kể là bạn hay là thù bảo ta phải thay đổi phải làm người tốt tiếc rằng ta vẫn làm hắn thất vọng bản chất đường lệ từ xấu xa ác độc thủ đoạn tàn nhẫn ba năm trước ta bảo phương chu luyện hoán công đại pháp để phương chu chết đổi lại võ công tuyệt thế cho ta chuyện đó làm hắn thất vọng cùng cực nổi giận bỏ đi từ ấy hận ta thấu xương. Chỉ vân hừ một tiếng, xô đã tận thì kiểu gì chẳng phải chết, lẽ nào ngươi không bảo hắn luyện hoán công đại pháp thì hắn sẽ không chết à? Thẩm lang hồn hờ hững nói, đổi lại là huynh đệ của ngươi bệnh nặng sắp chết, ngươi có nỡ lòng nào dạy hắn môn võ công lấy mạng, trục lợi từ một người sắp chết không? Chỉ vân nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát rồi thở dài, có lẽ nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nếu phải làm thật thì lão tử không làm được dù lão tử là hắc đạo thật đấy, nhưng cũng phải có nghĩa khí của hắc đạo, không làm chuyện táng tận lương tâm này được. Thẩm lăng hồn nói, ta cũng không làm được, chỉ vân bật cười tràn đầy diễu cợt, qua chuyện này mới thấy rõ đại công tử đại thiếu gia nhà họ đường khôn khéo lão luyện hơn người khác ở đâu, có điều cũng không phải chuyện lớn đến mức đáng bị trời chu đất diệt. Đường lệ từ mỉm cười, quá khen rồi, thẩm lăng hồn uống thêm một hớp rượu, vẻ mặt bình tĩnh người bạn hận ngươi thấu xương kia biết cách giải tinh quỷ cửu tâm hoàn. Ngươi muốn tìm tung tích người bạn này nên mới điều tra về tinh quỷ cửu tâm hoàn. Nhưng thẩm mộ không hiểu, tại sao ngươi không tra phe ta mà lại tra phe địch? Nếu là người biết giải độc thì phải đứng ở phe bạch đảo. Vậy vì sao đường lệ từ lại vất vả điều tra phe chế độc là phong lưu điềm? Đôi mắt thẩm lang hồn lại càng tỏa sáng rực rỡ, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ? Không sai giọng đường lệ từ trở nên nhu hòa, tinh quỷ cửu tâm hoàn không hoàn toàn giống loại thuốc ta uống năm đó, nhưng ta nghi ngờ nó chứa thành phần của loại thuốc kia. Hôm nay ta đã chứng minh đây là sự thật, trên đời này ngoài hắn ra không ai biết cách chế tạo loại thuốc độc này. Y cười khẽ, tất cả những kẻ biết cách chế ra loại độc ta uống đã chết sạch sành xanh năm ta 13 tuổi, chuyện này các ngươi không cần phải nghi ngờ. Bốn chữ chết sạch sành xanh nói ra từ miệng đường lệ từ ai mà dám nói không tin. Nếu chưa thiêu người ta thành cho bụi hay khiến người ta chết thảm thương không nỡ nhìn thì y sẽ không nói ra bốn chữ này. Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn đưa mắt nhìn nhau, Chỉ Vân suy một tiếng. Ý ngươi là kẻ đầu sỏ tạo ra tinh quỷ cửu tâm hoàn hại vô số người, lại chính là người bạn thân khuyên ngươi phải làm người tốt kia hả? Tổ sư bà, cái quái gì vậy? Đúng thế, đường lệ từ hơi rũ hàng mi, toát ra thần thái nửa cười nửa không, nửa vui nửa buồn. Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với hắn thì tất nhiên là không thể, nhưng đường lệ từ xưa nay làm việc chỉ bàn về khả năng, không nói đến đạo lý. Thế gian này có vô vàn khả năng, lòng người lại càng không thể đong đếm, khiến người ta khó lòng tin tưởng. Thẩm lang hồn nhíu mày, người bạn thân này của ngươi tên là gì? Đường lệ từ đẩy chén rượu có độc sang một bên, nhấc bình rượu lên uống một ngụm lớn nhàn nhạt, nhạt cười ta không biết tên hắn tên gì hắn đổi tên lâu lắm rồi thẩm lang hồn lại hờ hững hỏi lại nếu hắn đã hận ngươi thấu xương thì ngươi còn tìm hắn làm gì đường lệ từ nhắm mắt lại tựa người vào lưng ghế ta muốn nói cho hắn một chuyện hy vọng sau này hắn không hận ta nữa chuyện gì chỉ vân lờ đờ hỏi chẳng lẽ ngươi muốn đem tài sản mấy chục triệu lượng vàng của vạn khiếu trai ra tặng hắn đồng tiền sai khiến được cả ma quỷ mà đường lệ từ đáp không phải ta muốn nói cho hắn biết Phương chu chưa chết lời này vừa nói ra khiến thẩm lang hồn sợ đến tái mặt làm sao thế được làm gì có ai sống được dưới hoán công đại pháp sau khi truyền công trong lúc tán công chân khí còn sót lại của vãng sinh phủ sẽ đổ ngược vào tim khiến tâm mạch chắc chắn vỡ vụn mà chết làm sao còn sống được khóe miệng đường lệ từ cong lên vẫn là dáng vẻ nửa cười nửa không, nửa vui nửa buồn. Đúng vậy, có điều tim Phương Chu vốn đã bị thương, bên trái tim có lỗ hồng không khép lại được nên bệnh tình nguy kịch. Lúc tán công chân khí đi về phía tim nhưng lại thoát ra ngoài qua khe hở, không phá vỡ tim hắn, nên ta, nên ta. Tẩy y đè lên bụng, khẽ mỉm cười, ta moi tim hắn ra nhét vào bụng mình, nối với huyết mạch của ta, giữ cho trái tim bị thương của hắn không ngừng đập còn thân thể thiếu trái tim của hắn được ta ngâm xuống suối băng, chờ tim hắn lành lại rồi, ta sẽ trả tim lại cho hắn, vậy là hắn không chết. Gương mặt y nhu hòa, nhìn nhón tay mình đầy hoài niệm lưu luyến, thong thả nói, nếu Phương Chu không luyện hoán công đại pháp thì sẽ không có tia hy vọng sống này. Chân khí còn sót lại của vãng sinh phổ mạnh mẽ ác liệt, thê trộ trái tim, giúp cho huyết dịch trong người hắn lưu truyền, chỉ hoãn thời điểm chết đủ để ta nhét tim hắn vào bụng còn suối băng thì ta đã chuẩn bị từ lâu sau khi chìm vào suối băng thì khí tức huyết dịch của hắn đã ngưng lại trong nháy mắt bây giờ chỉ cần tìm được lương y chờ tim hắn lành lại thì sẽ có hy vọng cứu được mạng hắn chỉ vân và thẩm lang hồn trợn mắt nhìn nhau mòi tìm người ta ra nhét vào bụng mình cung cấp huyết dịch khí tức để nó tự lành vết thương sau đó lại dùng suối băng các kiểu để cứu người ta sống lại quả thật không thể tưởng tượng được, rõ ràng là chuyện viền vông nói bậy nói bà. Chỉ Vân dứt khoát nói, người điên rồi. Thẩm Lang hồn tuy không hé miệng, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ người điên rồi. Tay trái đường lệ từ khẽ động, lần theo gò má chầm chậm luồn vào mái tóc. Ngón tay trắng ngần như ngọc kết hợp với màu xám cho của tóc tạo thành vẻ đẹp mềm mại thanh nhã mà cũng mị hoặc vô song. Ta chỉ muốn cứu người thôi, dù trời cao định sẵn hắn buộc phải chết nhưng ta không cho phép, nếu ta không cho phép thì thần không thể cướp hắn đi, quỷ cũng không, ta có thể làm mọi thứ. Y nói ra những lời dịu dàng, nhưng lọt vào tay lại khiến người nghe sờn cả tóc gáy. Thẩm lăng hồn khẽ nói, ngươi, rồi lại im bặt. Chỉ vân thì hừ một tiếng, ngươi đúng là nham hiểm thâm độc hơn đám ma đầu lớn nhỏ trên giang hồ, lại còn không chừa thủ đoạn nữa chứ. Chúc mừng, chúc mừng, ngươi là thiên hạ đệ nhất gian, thiên hạ đệ nhất tà thiên hạ đệ nhất ác đường lệ từ mỉm cười quá khen quá khen ta kể chuyện này với các ngươi rồi sau này kiếm hội trung nguyên mà đến trả thù phong lưu điểm đến giết người diệt khẩu các kiểu các kiểu thì hai người nhất định phải bảo vệ ta bình an vô sự chỉ vân đưa mắt nhìn trời ai kia chẳng phải đã tự nhận mình võ công cao cường đệ nhất thiên hạ sao cần gì ta bảo vệ đường lệ từ tao nhã phất tay áo nhấc bầu rượu lên uống một hớp nữa, bởi vì các ngươi chỉ mang trên người một cái mạng, còn ta mang trên người hai cái mạng. Hai người chố mắt nhìn nhau, chỉ vân xì một tiếng, mẹ nó chả liên quan. Sau vụ ở dư ra kiếm trang, Ngươi tính thế nào? Rượu trong chén thẩm lang hồn đã cản nhưng bầu rượu lại nằm trong tay đường lệ tư, nên hắn cũng đành ngừng lại, rốt cuộc ngươi muốn tìm cố nhân nối lại tình xưa nghĩa cũ, hay thật sự muốn diệt từ phong lưu điềm tiêu hủy thứ thuốc hại người này vì giang hồ vì chúng sinh. Đường lệ từ rót thêm cho hắn một chén, khẽ mỉm cười, đường đường chính chính nói, chuyện đã đến nước này thì ta phải hành động vì chính nghĩa giang hồ, vì thái bình của chúng sinh. Tình xưa người cũ của ta cũng nằm trong thái bình của chúng sinh mà thôi. Thẩm lăng hồn khẽ cau mày, chỉ vân đã nói toạc móng heo ra, cái gì mà tình xưa người cũ cũng là thái bình của chúng sinh, suy cho cùng ngươi vẫn hành động vì việc riêng của ngươi thôi, có phải vì chính nghĩa giang hồ quái đâu? Đường lệ từ đáp, sao ngươi thông minh nhạy bén quá vậy, nhưng không phải ai cũng vô dục vô cầu như ngươi đâu, chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ vân sặc rượu, ho khủ khủ, ngươi mà là quân tử. Đường lệ từ cười nói, đương nhiên rồi, đứng trước sắc đẹp của hồng cô nương mà tâm không loạn trí không phiền, rõ ràng là quân tử. Chỉ vân nhảy lên, vung nắm đấm nhắm vào đường lệ từ đường lệ từ không né cũng không tránh nắm đấm của chỉ vân ngừng lại nửa đường rồi gắng ngượng dàn xuống ta đi bón cháo cho phụng phụng nói rồi xoay người bỏ đi đường lệ từ vẫn vui vẻ như thường nhấc bình rượu lên uống thẩm lăng hồn hờ hững hỏi sao hắn không đánh hỏi ra câu này không khác nào ám chỉ đường lệ từ đúng là đáng ăn đòn lại thấy đường lệ từ thư thái nằm xuống nhẹ nhàng phả một hơi rượu vào không khí. Hôm nay chỉ Vân đánh nhau rồi còn bới một lượt sư ra kiếm trang. Tay đã bẩn lắm rồi, có đánh bẩn quần bẩn áo ta thì vẫn đến tay hắn giặt thôi. Thẩm lăng hồn tròn mắt một hồi rồi không nói gì thêm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chốc lát sau, tiểu nhị của quán trọ đưa đồ nhậu vào, mọi người ăn chậm nhai kỹ, thong thả thưởng thức hương vị từng món. Còn chưa được ba tuần rượu, tay phải thẩm lang hồn khẽ động, có người. Chỉ Vân đặt đũa xuống nghe ngóng cẩn thận, một lúc sau mới nghe được tiếng bước chân rất khẽ, bật cười ha ha, sát thủ đúng là sát thủ mà. Đường lệ từ gắp một miếng đậu phủ, đoán xem là ai tới. Chỉ Vân lười nhác mở bầu rượu ra uống, tiếng chân khẽ thế này chắc chắn là người trong võ lâm. Thẩm lăng hồn đoán là con gái, vòng bạc tẩy cốt trên tay đường lệ từ sáng lóa dưới ánh nến, món tay y nhẹ nhẹ xoa lên hoa văn trên vòng là chung cô nương. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ. Đường lệ từ mỉm cười, mời Trung cô nương vào. Cửa mở ra, người đứng bên ngoài quả nhiên là Trung Xuân Kế đang vô cùng kinh ngạc. Sao đường công tử biết là ta? Đường lệ từ đáp, vì lệnh sư tuyết tuyến tử. Y chỉ nói sau chữ, mặt Trung Xuân Kế đã đỏ ửng mặt mày lộ ra vẻ bối rối. Đường công tử quả nhiên là chi kỳ của sư phụ. Thẩm lăng hồn và chỉ vân tất nhiên không hiểu, càng không biết cả đời tuyết tuyến tử chỉ thích ngắm hoa ngắm mỹ nhân. Mà Trung Xuân Kế cũng chính là một đại mỹ nhân, nếu mang theo đồ nhi ngoan này bên cạnh thì làm gì còn mỹ nhân nào chịu dốc lòng cho chuyện tâm tình, thưởng hoa ngắm trăng với tuyết tuyến tử nữa. Cho nên xưa nay tuyết tuyến tử vẫn luôn né đồ nhi này như né tà. Sau khi thoát thân khỏi dưa ra kiếm trang, đụng phải Trung Xuân Kế đang đi tìm thầy hắn vội vàng mách cho trung xuân kế biết hung thủ hại chết dư khấp phượng nổ tung dư ra kiếm trang hiện ở quán trọ tỉnh vân của nhai tỉnh trang hắn còn bảo nàng dẫn cổ khê đàm đi cùng để thay chơi hành đạo tóm lại trung xuân kế đừng đi theo hắn là được rồi nghe nói đường công tử phá hủy dư ra kiếm trang trung xuân kế nghe người ta kể chuyện kinh thiên động địa này nhưng không hoảng sợ cho lắm trái lại còn có phần buồn phiền Thật ra ta vốn đi cùng cổ đại ca cổ khê đàm tới đây, nhưng trên đường gặp phải chút chuyện làm lỡ việc. Cả cổ đại ca và thượng sư phổ châu đều cảm thấy dư kiếm vương khả nghi, nhưng đường công tử lại kích nổ dư ra kiếm trang, giết dư khớp phượng, khiến cho đầu mối đứt đoạn, chết không có đối chứng. Vậy thì làm sao có thể thuyết phục anh hùng trong thiên hạ tin rằng kiếm vương của kiếm hội Trung Nguyên chính là ác tặc buôn bán tinh quỷ cửu tâm hoàn? kiếm hội trung nguyên làm sao chịu cho qua chuyện này hai mạng người dư khớp phượng và thi đình hạc đều là hiệp khách nhất định gây xôn xao dư luận không biết sẽ có bao nhiêu người đến đây trả thù đường lệ từ khẽ mỉm cười thuyết phục anh hùng trong thiên hạ tin rằng dư khớp phượng buôn bán thuốc cấm rồi để làm gì trung xuân kế ngần người chỉ vân gắp một miếng thịt dê vào miệng hờ hững nói bầy rùa trong thiên hạ tin thì tin không tin thì nghỉ khỏe Muốn trừ tận gốc tinh quỷ cửu tâm hoàn thì phải giết giết. Ai bán thuốc giết kẻ đó. Đến khi nào giết được tên khốn làm ra thuốc ấy thì mọi chuyện mới kết thúc. Đương nhiên còn phải giết càng nhanh càng tốt. Giết càng nhanh thì số người bị hại sẽ càng ít đi. Đôi mày thanh tú của Trung Xuân kế khẽ trao lại. Vậy làm sao ngươi biết được cô giết nhầm người vô tội hay không? Chỉ vân lạnh lùng đáp, tiểu nha đầu. Nếu ra tay chậm thì số người uống thuốc này càng nhiều, lẽ nào những người đó không vô tội trung xuân kế lại ngần người rõ ràng chỉ vân đang cưỡng từ đoạt lý nhưng nàng cũng không biết phản bác thế nào cổ đại ca và thượng sư phổ châu đang ở loạn mai cương cách nơi này ba dặm tiêu đại ca ra tay giúp ngươi nên bị dư khớp phượng đánh trọng thương chỉ vân lạnh lùng đáp ai bảo hắn yếu còn ra gió ai cần hắn giúp chứ trung xuân kế tức giận ra mặt ngươi đường lệ từ nói Tiêu Đại Hiệp chắc là vì người trong môn phái lén uống thuốc cấm gây ảnh hưởng tồi tệ, thấy ngươi chỉ đao vào dư kiếm vương nên ra tay giúp đỡ. Chỉ vân, ngươi nên đến nhà cảm ơn người ta một câu mới phải. Y không để ý đến vẻ mặt khinh khỉnh của chỉ vân, quay sang mỉm cười với Trung Xuân Kế. Nếu tất cả mọi người đang ở loạn mai cương thì chúng ta đến đó tụ họp, xem xem có giúp gì được cho vết thương của Tiêu Đại Hiệp không trung xuân kế thẩm nghĩ đường lệ từ này nói chuyện lịch sự biết điều hơn thư đồng nhà y biết bao nhiêu không khỏi mỉm cười với y được đường công tử giúp đỡ quả là phúc của võ lâm đường lệ từ hòa nhã đáp cô nương quá lời rồi thẩm lang hồn im lặng không lên tiếng vừa nghe đường lệ từ nói muốn đến loạn mai cương thì thân hình đã đột ngột lướt vẻo đi trung xuân kế chỉ cảm nhận được kình phong lướt vù qua mặt thẩm lang hồn đã kịp vào phòng rồi bế phụng phụng đi ra thản nhiên nói đi thôi. Trung Xuân kế liếc nhìn đường lệ từ, mặt mũi đỏ ửng vô cớ. Nàng thầm nghĩ sao người này lại để cho sát thủ mạnh nhất giang hồ bế trẻ con. Nếu là nguyệt đán, ầy, nếu là nguyệt đán chắc sẽ bế trẻ con trên tay khư khư không rời. Tâm tư rối loạn một hồi, nàng khẽ thở dài, đi thôi, để ta dẫn đường. Chương 10, một xác hai mảng không hai. Trên loạn mai cương, hoa mai nở như tuyết bay loạn mai trắng ngập tràn cả đồi hương thơm êm dịu phảng phất ngấm vào tận xương làm người ta tiêu hồn trung xuân kế dẫn đoàn người đi về phía loạn mai cương mới tiến vào vài bước thì đến cả trì vân cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng bay bổng tâm trạng tràn đầy bực dọc nóng này đều phai nhạt đến vô hình trong làn hương hoa mai phóng mắt nhìn vào chỉ thấy một đình viện nho nhỏ với tường xám mói xanh nép mình sâu bên trong rừng hoa mai trắng thanh nhã thoát tục nơi này thật đẹp, ánh mắt đường lệ từ dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp ngay trước nhà. Thẩm lăng hồn cũng quan sát một lượt, thấy đây chỉ là một ngôi mộ sơ sài, bên trên dựng một tấm bia đá khắc mấy chữ si nhân khang đình chi mộ, bút tích tiêu sái đẹp đẽ. Loạn Mai Cương hiện đang là trốn thanh tu của Thượng Sư Phổ Châu, có điều đây vốn là nơi ở của bạn thân ông ấy. Trung Xuân Kế nói, chủ nhân nơi này đã qua đời hai năm trước, đường lệ từ nói thượng sư phổ châu chính là thánh tăng của phật môn bạn của phổ châu chắc cũng không phải hạng tầm thường trung xuân kế đáp ta cũng chưa có duyên được gặp vị cao nhân này chỉ vân lạnh lùng nhìn bia đá trước mặt cái vị tên khang đình này là nam hay nữ trung xuân kế ngẩn người chuyện này nàng thật sự không biết chỉ vân liền trợn trắng mắt vậy làm sao ngươi biết đấy là cao nhân có khi hòa thượng phổ châu kia kim ốc tàng kiều bao nuôi một đại mỹ nhân sinh tươi mọng nước ở đây cũng nên. Trung Xuân Kế nổi giận đùng đùng, rút kiếm đánh xoẹt ra khỏi vỏ, sao ngươi cứ mở miệng ra là xỉ nhục hết người này đến người khác vậy? Chỉ Vân hừ khẽ, lão tử thích nói gì thì nói, tiểu nha đầu nhà ngươi làm gì được ta? Trung Xuân Kế bị hắn chọc giận đến run rẩy cả người, ngươi, ngươi. Đường lệ từ vỗ vai Chỉ Vân, trước mặt tiền bối cao nhân không được ăn nói quảng xiên thẩm lang hồn khẽ cau mày si nhân khang đình hình như hắn đã nghe cái tên này ở đâu đó nhưng đây là chuyện quá lâu về trước không thể nhớ ra được đúng lúc này cửa lớn của đình viện mở ra một hòa thượng tóc đen xóa vai nghiêm nghị đứng ở cửa thượng sư phổ châu đương nhiên đã nghe hết những gì họ bàn tán bên ngoài vậy mà gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không tỏ thái độ giọng cổ khê đàm vọng ra ba vị từ xa tới đây khổ cực rồi mời vào ba người đường lệ từ bước vào phòng, trong phòng tràn ngập màu xanh từ những chậu trồng hoa cỏ hình dạng đáng yêu, không hợp với khí chất nghiêm nghị của Thượng Sư Phổ Châu cho lắm. Hiển nhiên hoa cỏ không phải do Thượng Sư Phổ Châu trồng, nhưng nó tạo ra khung cảnh yên ả thanh nhàn, khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Trên giường có một người mặt mũi tái nhợt đang nằm, khóe môi còn vương vết máu, chính là Tiêu Kỳ Lan. Tiêu đại ca trúng một kiếm của dư Khớp phượng, Sương sườn gãy hết tính mạng đang lâm nguy Trung xuân kế ảm đạm nói chiêu tây phong trảm hoang hỏa kia quả đúng là hóa ra khi chỉ vân đối đầu với dư khớp phượng tiêu kỳ lan ra tay giúp đỡ lại kích động kiếm khí toàn bộ chiêu tây phong trảm hoang hỏa của dư khớp phượng dồn hết vào người tiêu kỳ lan tạo cơ hội cho thẩm lang hồn ám toán nói đúng ra thì kiếm này là tiêu kỳ lan đỡ hộ chỉ vân chỉ vân đưa tay ra bắt mạch môn của tiêu kỳ lan lão tử đánh nhau với người khác, ai mượn ngươi thò chân vào. Giờ giờ sống giờ chết thế này đúng là đáng đời. Vết thương này lão tử không chữa được, họ thẩm kia, ngươi tới xem đi. Thẩm lăng hồn đặt tay lên cạnh cổ tiêu kỳ lan, thoáng trầm ngâm, thượng sư phổ châu nói sao? Cổ khê đàm đáp, xương sườn gãy hết, may mà tâm mạch không bị thương nặng. Chiều kiếm này bị đau khí của chỉ huynh bẻ lệch đi, xuyên qua phổi, ngoại thương nghiêm trọng còn bên trong thì bị kiếm khí mạnh mẽ của dư khớp phượng chấn thương đứt hết kinh mạch cho dù chữa khỏi thì công lực cũng không còn hay ngón tay trắng như tuyết của đường lệ từ cũng chạm nhẹ vào mạch môn của tiêu kỳ lan ta không biết chữa thương chút xíu nào nhưng có vị thuốc hiếm hay nguyên liệu quý báu nào chữa được vết thương này không tiêu đại hiệp anh dũng hiệp nghĩa không nên chịu khổ thế này cổ khê đàm lắc đầu im lặng chán nản thầm lang hồn hờ hững nói trên đời này không thiếu thuốc quý có thể chữa vết thương nặng này. Nếu người có nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô vạn năm hoặc là kim đan trên giao trì, bạch ngọc linh chi là có thể cứu mạng hắn. Đường lệ từ ho khẽ, nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô vạn năm ta không có, không biết thuốc này thì sao? Y lấy trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc nhỏ cỡ quả hạch đào màu đỏ tươi, trông không khác gì một quả đào nho nhỏ. Vừa mở hộp ra đã ngửi thấy một mùi cực kỳ kinh khủng, làm mọi người phải bịt mũi, cổ khê đàm hỏi, đây là gì? Trong hộp đựng một viên thuốc màu đen, mùi cũng không đến mức hôi thối nhưng lại khiến người ta buồn nôn. Trung Xuân Kế là người đầu tiên không chịu nổi, phải đi ra ngoài cửa hít mấy hơi thật sâu rồi nhịn thở quay vào. Đây là một loại thuốc tê, uống nó vào sẽ mất cảm giác đau trong vòng 12 canh giờ, nhưng thần chí vẫn tỉnh táo. Đường Lệ từ nói: "Nếu các vị có thể nối kinh mạch nối xương gãy, sau khi tiêu đại hiệp uống thuốc này vào thì cho dù có mổ ngực rạch bụng, trong vòng 12 giờ cũng tạm thời an toàn, hơn nữa đầu óc lại còn tỉnh táo, có thể vận khí phối hợp cùng." Thẩm Lăng hồn thoáng biến sắc, "Là ma phi tán sao?" Đường Lệ từ đóng hộp hình quả đào lại, cái mùi kinh khủng kia mới dần nhạt đi, "Đây là thuốc tê còn mạnh hơn ma phi tán, lại không gây hại đến thân thể." thẩm lang hồn thoáng động lòng. Ngày đó để nhét tim của Phương Chu vào bụng mình rồi nối liền huyết mạch. Chắc hẳn y cũng đã uống loại thuốc này, nhưng không biết y làm sao để nối liền huyết mạch. Muốn mổ ngực hắn ra, nối lại xương gãy không khó, cái khó là kinh mạch đứt đoạn không phải vật hữu hình. Muốn nối liền kinh mạch phải đả thông tất cả những chỗ bị tắc trên cơ thể, e là mọi người phải hợp lực cùng nhau mới làm được. Cổ khê đàm phấn chấn hẳn lên, may mà ở đây đông người, không biết chữa cho tiêu huynh cần mấy vị cao thủ. Thẩm lang hồn thản nhiên đáp, bốn người ngươi, ta, chỉ vân, phổ châu. Cổ khê đàm nói, ta đi thương lượng với thượng sư, rồi chạy ra ngoài cửa, trò chuyện mấy câu với phổ châu vẫn đứng lặng thinh bất động ở cửa nãy giờ. Thượng sư đồng ý cứu người, nhưng nếu bốn người tụ lại ở đây thì an nguy chỗ này phải dồn hết lên vai đường công tử và trung cô nương rồi. Trung Xuân kế nhấc kiếm lên, các vị cứ yên tâm, Trung Xuân Kế sẽ liều chết bảo vệ các vị thành công viên mãn. Chỉ vân thờ ơ nói, chỉ sợ ngươi có liều mạng cũng chẳng bảo vệ được cái gì viên mãn. Đường lệ từ giơ tay lên cản lại, mỉm cười đứng chắn trước mặt Trung Xuân Kế, không thể vô lễ với Trung cô nương như vậy được. Dù bản tính ngươi hào phóng tiêu xái thì ăn nói vẫn nên khách khí nhã nhặn một chút. Chỉ vân trợn chừng hai mắt, lão tử thích làm người khác khó chịu đấy, thì sao? Đường lệ từ đáp, không sao tính cách hơi ngang bướng khó bảo thôi y quay sang cổ khê đàm mỉm cười việc này không nên chậm trễ các vị tiến hành ngay đi ta đứng ngoài cửa canh giữ cùng chung cô nương cổ khê đàm gật đầu thầm lang hồn nắn bề óp vài cái điểm vài huyệt đạo trên người tiêu kỳ lan sau đó châm vài cây kim thép bắt đầu giải thích kỹ càng phải vận khí hợp lực như thế nào người ở trong đây đều có nghề cả mọi người chầm chậm ra tay vận khí đợi kinh mạch liền lại, khí huyết lưu thông rồi thì mở ngực ra chữa trị phần xương sườn bị gãy là ổn. Đường lệ từ đứng sóng vai ngoài cửa với trung xuân kế, nàng nhìn môi mộ ngoài cửa, thở dài xa xăm, sóng gió từ viên thuốc quỷ kia gây ra không biết đến bao giờ mới dừng lại, cũng không biết còn bao nhiêu người bất hạnh nữa. Trên đời có biết bao nhiêu cao nhân ở ẩn tránh đời, nếu tất cả bọn họ có thể xuất quan giúp chúng ta giải quyết chuyện này thì thật tốt. Đường lệ từ ngắm rừng mai bên ngoài không nói gì, Trung Xuân kế liếc nhìn y. Người này dung mạo thanh tú, cử chỉ tao nhã, khéo léo lại còn là quốc cữu, chủ nhân của vạn hiếu trai và chỉ vân, không biết nhúng tay vào chuyện này sẽ giúp được đến đâu. Người như y đi đến tận đây, quyền và lợi đều nắm trong tay, tuổi vẫn còn trẻ như vậy mà sao ánh mắt y lại, lại, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt đường lệ tư. Đó là một đôi mắt vô cùng mỹ lệ, nhưng thần sắc ẩn chứa trong đó lại phức tạp khôn lường, chẳng hiểu vì sao nhìn lâu vào mắt y sẽ có cảm giác tâm trí mỏi mệt. Y thần bí khó lường, thoạt nhìn cứ như thư sinh yếu ớt, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được dưới lớp vỏ bọc này, sâu thẳm trong lòng y nhất định không giống như vẻ bề ngoài. Trông cô nương đang nghĩ gì vậy? Khi nàng đang suy nghĩ mông lung, đường lệ từ bỗng cười hỏi, tuy y không nhìn nhưng dường như lại thấy nàng một cách rõ nét hay là đang cảm khái điều gì? Không có gì đâu, nàng nhỏ giọng đáp, đường công tử có thể làm bạn với chỉ vân và thẩm lang hồn, ta thấy thật kỳ diệu. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, dường như trốn thanh nhã tuyệt luân này cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa mai trắng cũng khiến y thả hồn theo gió, vốn định nói gì đó rồi cuối cùng lại thôi. Trong phòng, phụng phụng được thẩm lang hồn đặt trên ghế bỗng khóc quả lên. Đường lệ từ quay vào bế nó ra, phụng phụng lập tức nín khóc bật cười hớn hở túm chặt mái tóc xám của y đường công tử sinh ra đã có màu tóc xám cho này sao ánh mắt trung xuân kế chuyển sang mái tóc dài màu xám cho hiếm thấy trên đời của đường lệ từ đường lệ từ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nghe nói trên giang hồ cũng có một người đầu tóc bạc trắng gọi là bạch phát đúng không nhỉ trung xuân kế gật đầu ta có duyên gặp bạch đại hiệp một lần có điều tóc hắn bạc phơ như tóc người già vậy còn tóc ngươi lại là màu xám bạc, ta chưa gặp ai bẩm sinh đã có màu tóc này. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, vậy cô cứ coi như ta sinh ra đã vậy đi. Trung Xuân kế ngẩn người, y nói vậy là có ý gì? Người này thần bí, nói chuyện khó hiểu, nàng khựng lại một chút, cảm thấy mình đừng suy nghĩ sâu xa thì hơn. Một lúc sau y ngâm nga, sắc xuân len lỏi ngấm vào hoa, cỏ cây xanh mướt trải quanh nhà, bồ đề khuất mây hoa mai biếc, tiếng đàn như ai khóc đằng xa. Đường lệ từ đứng tựa cửa, nhẹ nhàng xoa xoa vòng bạc trên cổ tay. Trung cô nương phong thái dạng người, hẳn cũng biết thơ ca, không biết cô thấy lời ca này thế nào. Trung xuân kế lục lọi trong đầu mấy lượt, không biết là khúc ca nào. Đường lệ từ đáp, ta cũng không biết là bài nào, rất lâu về trước ta từng nghe ai đó hát. Trung xuân kế nói, ý ca bay bổng thanh nhã, không hiểu vì sao lại có nét thê lương đường lệ từ mỉm cười vậy cô nương nghĩ sao về người viết nên những câu ca này trung xuân kế trầm ngâm chắc là một ẩn sĩ tâm tính kiên định đã rời xa thế tục mới có thể ngắm nhìn cảnh xuân yên ả à. đường lệ từ nói ừ ta đã đem lời ca này ra hỏi ba người đều là danh gia đương thời ý của họ đại để cũng giống cô nương đáng tiếc trung xuân kế thoáng ngẩn người đáng tiếc chuyện gì đường lệ từ nhìn rừng mai thanh nhã tựa tuyết Giống như miêu tả trong lời ca, người viết ra lời ca này là bạn thân của ta. Trung Xuân kế hỏi, là bạn thân ngươi thì tốt quá rồi, sao lại đáng tiếc chứ? Đường lệ từ đáp, người bạn thân này của ta có phong thái tuyệt thế, tâm địa nhân từ, dù là nhân phẩm hay dung mạo đều có thể xưng là thiên hạ vô song. Ta chưa từng thấy phong thái của mỹ nhân lục âm, nhưng ta tin chắc người bạn kia của ta nhất định không hề thua kém lục âm đường lệ từ nói ra những lời này bằng giọng vô cùng bình thản vì bình thản nên nghe rất chân thật trung xuân kế thẩm nghĩ y cũng là công tử văn nhã nếu y đã nói như vậy thì người kia nhất định là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời nhưng là nam tử hán đại trượng phu đẹp hay xấu thì liên quan gì lại nghe đường lệ từ thong thả kể tiếp nơi hắn ở năm ấy cũng có một rừng mai giống thế này hắn yêu hoa mai Lời bài ca này là hắn ngồi giữa rừng mai, dùng lá mai viết ra. Đáng tiếc người bạn thân phong hoa tuyệt đại đó lại bỏ độc vào rượu của ta, đánh ta trọng thương rồi ném xuống giếng, còn bồi thêm một thùng dầu, thả mùi lửa cho cháy bùng lên. Trung Xuân Kế khẽ à lên kinh ngạc, sao hắn lại hại ngươi? Đường Lệ từ khẽ cười, bởi vì ta là tà ma ngoại đạo. Trung Xuân Kế hoàn toàn không hiểu, Đường Lệ từ đặt một món tay trắng nõn lên môi không biết y làm thế nào mà thổi ra một điệu nhạc trong trẻo xa xôi đây là một bài ca dao xa lạ trong vẻ thanh nhã bay bồng thoát tục lại mơ hồ ẩn chứa chút thê lương thổi hết mấy câu đường lệ từ thờ dài ta là tà ma ngoại đảo cho nên ta không hiểu vì sao bồ tát cũng nhập ma là ta hại hắn à trung xuân kế không hiểu được ân ân oán oán trong lời y chỉ nhìn y không chớp mắt đường lệ từ khẽ mỉm cười Chút hoài niệm của ta lại khiến cô nương hoang mang rồi, thật có lỗi. Y nói chuyện dịu dàng như thế làm Chung xuân kế đỏ mặt. Nàng vốn hoàn toàn không hiểu gì về người này, nhưng đôi mắt mỹ lệ mà phức tạp này, điệu nhạc thanh nhã bi ai thoát ra từ đôi môi này, còn có câu ái náy dịu dàng này đủ khiến trái tim nàng lỡ nhịp. Bóng dáng ôn nhu tao nhã của huyền Úc Nguyệt Đán bóng trở nên mơ hồ, mà gò má thanh tú của đường lệ từ lại rõ nét đến thế hai người này giống mà cũng không giống, nàng bắt đầu không phân biệt được sự khác nhau giữa họ. Dù sao Trung Xuân Kế cũng không phải Hoàng Tam Kim, nàng không phân biệt được bóng lưng đường lệ từ là tà khí, mà bóng lưng huyền úc nguyệt đán là ba khí. Đàn bà có thể đâm đầu đi yêu một người đàn ông ba khí, nhưng tuyệt đối không thể yêu một người đàn ông tà khí. Trong phòng năm người ngưng thần vận công, gương mặt tiêu kỳ lan vốn tái nhợt đã bắt đầu hồng hào hơn mà máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết thương trên ngực. Nếu quá trình nối kinh mạch không kết thúc sớm thì cho dù thành công, Tiêu Kỳ Lan cũng chết vì mất máu quá nhiều. Nội lực Thượng Sư Phổ Châu thâm hậu hơn mấy người kia, hắn đột nhiên ra tay điểm thêm mấy phát vào ngực Tiêu Kỳ Lan, không điểm vào huyệt đảo nhưng có thể ngăn huyết dịch lưu truyền, máu tươi chảo ra từ vết thương đã chậm đi nhiều. Đúng vào lúc Thượng Sư Phổ Châu điểm xuống, Đột nhiên trong cơ thể Tiêu Kỳ Lan có một luồng nhiệt lực bật ngược ra. Mọi người không kịp đề phòng, ai nấy khẽ rên lên, môi chuyển màu tím trong nháy mắt. Chỉ Vân tức giận ra mặt, cổ khê đàm gầm lên, "Có độc." Thượng sư Phổ Châu không nói gì, vất áo đầy bàn tay của ba người kia văng ra khỏi cơ thể Tiêu Kỳ Lan. Sau đó hắn vỗ hai bàn tay vào sau lưng Tiêu Kỳ Lan, đỉnh đầu toát ra khói trắng mù mịt, hóa ra hắn định một mình gánh vác việc chữa trị. Cổ khê đàm khan khan gọi, thượng sư phổ châu, độc này hạ trên mũi kiếm của dư khấp phượng, đâm sâu vào ngực tiêu kỳ lan, mấy người vận khí làm nó tan ra, truyền ngược lại cơ thể mọi người. Tiếp xúc với tiêu kỳ lan càng lâu thì chúng độc càng nặng, thượng sư phổ châu đánh văng mọi người ra, một mình trị thương, ấy chính là xả thân cứu người, đại từ đại bi. Chỉ vân phun ra một ngụm máu tím, mở miệng mắng, bà nội nhà nó. Hòa thượng kia mau ngừng tay, thượng sư phổ châu phớt lờ hắn, mặt mũi vẫn bình thản, gương mặt ẩn chứa sát khí mơ hồ lộ ra vẻ thánh thiện phúc hậu. Tiêu kỳ lan nôn ra một ngụm máu tươi, ho khan mấy tiếng rồi từ từ mở mắt, ngừng, chấm ti ây Trong phòng trị thương xảy ra chuyện, Trung Xuân kế nghe tiếng vội quay đầu lại xem, mà đường lệ từ vẫn dõi mắt nhìn vào rừng mai, phản ứng hoàn toàn khác. Giữa rừng mai trắng ẩn hiện, theo hoàng hôn âm u buông xuống, dường như có một luồng hơi lạnh mỏng manh đang tan ra giữa những cánh hoa mai rơi lả tả, hư hư ảo ảo. Trung cô nương, ta có một bình thuốc, cô nương cầm nó vào phòng, nếu không ai cử động được thì cho thượng sư Phổ Châu uống trước. Đường lệ từ hòa nhã nói, trong phòng nhờ cả vào cô nương. Chẳng lẽ ngoài kia, Trung Xuân Kế không hề phát hiện ra bên ngoài có địch, thất thanh nói, ngoài kia có người sao? đường lệ từ mỉm cười đưa chai thuốc trong tay áo cho nàng cứu người quan trọng cô nương vào đi đầu óc trung xuân kế đã hơi rối loạn nhận bình thuốc quay người chạy vào phòng nếu bên ngoài thật sự có kẻ địch tập kích một mình đường lệ từ có thể ngăn cản được sao bước vào trong phòng nàng thấy mấy người chỉ vân mặt mũi tím ngắt ai nấy đều đang vận khí kháng độc độc này lợi hại vô cùng mới chậm trễ một chút thôi mà đã xâm nhập vào kinh mạch. Một mình thượng sư phổ châu cứu người, sắc mặt tiêu kỳ lan đã khá hơn. Nhưng đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo, biết mình truyền độc cho mọi người nên vẻ mặt vô cùng đau khổ. Trung Xuân Kế cầm bình thuốc không dám chần chừ, đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng Thượng Sư Phổ Châu. Thượng Sư Phổ Châu công lực thâm hậu, chưa rơi vào cảnh vô phương cứu vãn thuốc giải nuốt xuống họng đúng vào lúc hắn đang vận khí gấp rút, huyết khí toàn thân luân chuyển, nhanh chóng hòa tan viên thuốc, sắc tím trên mặt cũng dần dần tan đi. Trung Xuân Kế phân phát thuốc giải cho mọi người, trong lòng kinh ngạc không hiểu vì sao đường lệ từ lại có thuốc giải. Lẽ nào biết trước trên kiếm của dư khấp phượng sẽ hạ độc gì? Thượng sư Phổ Châu từ từ thu hồi công lực, sắc mặt tiêu kỳ lan giãn ra, vô cùng mệt mỏi, đi vào giấc ngủ say. Mấy người chỉ vân vẫn đang điều tức ép độc ra ngoài. Tuy chúng độc không nặng nhưng độc này vô cùng bá đạo. Một khi đã dính dù chỉ nháy mắt thôi cũng làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Trung Xuân Kế đẻ tay lên chuôi kiếm, tập trung phòng bị. Nàng là học trò của danh sư. Tuy tuyết tuyến tử dạy dỗ tùy tiện nhưng nàng một lòng học tập, kiến thức không tầm thương. Nàng tận mắt thấy độc này hừng hực như lửa, sau khi trúng độc thì cả mặt tím tái tổn thương chân nguyên, trong lòng chấn động. Lẽ nào đây là độc phần thiên diễm đã biến mất trên giang hồ nhiều năm? Nghe nói loại độc này kỳ lạ ở chỗ càng nhiều người chúng độc tụ lại một chỗ thì độc tính càng mạnh, còn nếu chỉ một người dính độc thì lại dễ dài. Bên ngoài chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hoa mai rơi trong đêm vắng, dường như ngay cả đường lệ từ đứng ở cửa cũng biến mất trong khoảng không tĩnh mịch này. Trung Xuân Kế ngưng thần yên lặng nghe ngóng, chỉ nghe ra hoa mai rụng trong rừng ngày càng nhiều, xào sạc lả tả, dường như đang lặng lẽ cuộn lên một cơn gió xoáy. Ngày sau đó vang lên một tiếng đạp nhỏ, giữa rừng mai không một bóng người dường như xuất hiện một đôi chân từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng tiến lên một bước. Lại một tiếng đạp nhỏ vang lên, sau nhà cũng có người nhẹ nhàng tiến lên một bước. Người trong rừng mai tiến một bước, người sau nhà cũng tiến một bước. Người trong rừng mai lại thêm một bước, lần này người sau nhà lại đứng im. Đường Lệ từ đứng tựa vào cửa, từ rừng mai có một bóng người màu hồng đào chậm rãi bước ra, còn ở ngã rẽ sau nhà cũng có một người áo xám lặng lẽ đứng ở góc tường. Hoa mai rơi lả tả mịt mờ, chợt vang lên một tiếng đàn trầm thấp mênh mang vọng từ phương xa đến, tựa như tiếng trống, lại như tiếng vật gì đó rơi. Âm thanh lướt đến đâu, hoa mai rụng lả tả đến đó trong giây lát mặt đất đã phủ đầy hoa mai trắng như tuyết. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đàn, cô tịch mênh mang, như cây chết sắp ập đến, phảng phất như âm thanh của đất trời. Bóng người màu hồng đào khẽ động, bước theo tiếng đàn, một tiếng, một bước. Người sau nhà lặng im không nhúc nhích, đường lệ từ mỉm cười nhìn người áo đào bước tới theo tiếng đàn. Đó là một thanh niên tuấn tú, trên áo thiêu kín hoa mai đỏ, hoàn toàn không giống mai trắng trong rừng hai tay hắn không mang binh khí, chậm chậm bước tới, hai ống tay áo sộc sạch sắn lên. Mỗi bên cổ tay hắn xăm một đóa mai đỏ, hoa đỏ xăm lên da trắng trông chói mắt lạ thường. Người sau nhà trông như thế nào thì y không rõ, nhưng hiển nhiên không kém hơn anh chàng mai đỏ trước mắt. Từ khi hoán công đến nay, đường lệ từ chưa gặp được đối thủ chân chính, chẳng biết hai vị trước mặt sau lưng kia có thể cho y mở mang tầm mắt không? tiếng đàn mơ hồ chỉ vang lên ba tiếng rồi lại ngừng. Bầu không khí âm trầm kia giống như trời sắp đổ mưa, mây mù bao phủ, dồn nén muốn vỡ. Chỉ vân trong phòng đột nhiên mở mắt, hắn còn chưa vận công ép hết độc ra đã bất ngờ dừng lại, loạn choạng đứng lên. Trung Xuân kế sợ hãi, vội vàng giữ hắn lại, khẽ hỏi, sao thế? Độc thương chưa lành, người đứng lên làm gì? Chỉ vân vung tay đẩy nàng ra, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài bóng lưng trắng xoa biến mất giữa hai cánh cửa nàng ngơ ngác người này tuy độc mồm độc miệng nhưng trọng tình trọng nghĩa thân đang trúng độc vẫn không để đường lệ từ đứng mũi chịu sao một mình chẳng qua với tình trạng chỉ vân lúc này cho dù đi ra thì giúp gì được nàng thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi điểm huyệt đảo những người còn lại trong phòng giờ này mà để bọn họ hăng hái động thù thì khác nào đi chịu chết cửa lớn vừa mở bóng dáng chỉ vân đã lao vọt ra Đường lệ từ mỉm cười, giờ ngươi muốn đứng sau lưng ta, hay là ta vẫn đứng sau lưng ngươi như trước? Chỉ vân mặt mũi tái nhợt, ho khan một tiếng, giờ là lúc nào rồi còn nói linh tinh? Một mình ngươi làm sao chống đỡ được thất hoa vân hành khách? Bố khỉ, dù lão tử không trúng độc thì cũng chưa chắc chống đỡ được một hai tên, khụ khụ. Đường lệ từ phất tay, tà áo bồng bềnh như mây, chắn trước mặt chỉ vân. Nếu ngươi đã không trông đỡ được một hai tên thì chỉ còn cách đứng sau lưng ta thôi. Chỉ vân gạt đi, lách người đi lên, vớ vẩn. Võ công mấy tên này tự thành một phái, kết hợp với mấy trò kỳ môn ảo thuật, lúc động thủ sẽ tung ra đủ loại thuốc độc quái gở, lại còn biết xài trận pháp, là một trong những đối thủ đáng ghét nhất thiên hạ. Đường lệ từ xích lại sát sau lưng hắn, cười hỏi, đáng sợ thế cơ à? Chỉ vân nhìn đối thủ chằm chập không dám sơ suất chút nào thất hoa vân hành khách có tổng cộng 7 người. Trên đời không ai biết tên thật của bọn họ, mỗi người tự gọi mình bằng một cái tên kỳ quái. Bình thường họ hành tẩu giang hồ nửa tà nửa chính, giờ lại đến đây, chẳng lẽ đã trở thành cao thủ được phong lưu điểm thu nạp. Còn đang nghĩ ngợi trong đầu, chợt lông tơ sau lưng dựng đứng. Chỉ vân nhận ra có điều gì không ổn, chỉ nghe bộc một tiếng khẽ khàng đã choang váng đầu óc, người sau lưng hắn ôn nhu thở dài ta kêu ngươi đứng sau lưng ta, ai bảo ngươi không chịu chứ? Nhưng chính vì ta biết ngươi không chịu, nên mới nói thế thôi. Chỉ vân ngã ngửa ra sau, đường lệ từ đỡ được hắn, đặt hắn tựa lưng vào cửa phòng. Cửa lớn mở ra, y giao chỉ vân cho Trung Xuân kế đằng sau, mỉm cười, lại phiền Trung cô nương rồi. Trung Xuân kế ôm chỉ vân vào phòng, khẽ thì thào, thất hoa vân hành khách không phải hạng soàng đâu, đường công tử nhất định phải cẩn thận đường lệ từ tiến lên một bước cửa phòng đóng lại y chỉnh sửa tay áo y phục sạch sẽ gọn gàng đúng rồi ta thấy vị khách này không lợi dụng lúc người ta sơ hở là biết đối thủ xứng tầm câu này của y nói với nam tử xăm hoa mai đỏ đang lặng lẽ đứng yên trong rừng mai gió thổi càng mạnh mai rụng càng nhiều quanh người hắn là một trận mưa hoa mai đang không ngừng rơi xuống người bị thương mai rụng bay phất phơ lướt qua chân mày lướt qua tóc mai người kia khẽ nói giọng hắn khàn khàn như tiếng đá mài cọ vào nhau hoàn toàn không ăn nhập với vẻ tuấn tú bên ngoài đường lệ từ chắp tay hành lễ không biết phải xưng hô với huynh đài thế nào vì sao lại đến đây ngắt hoa như vậy thật khiến người ta thương tiếc người kia thấp giọng đáp ta đang xem bói không phải ngắt hoa đường lệ từ nói mai dụng thành quẻ Chẳng lẽ huynh đài đang dùng phép bói mai hoa dịch số? Người kia khàn khàn đáp, "Ta chính là Mai hoa dịch số." Mai hoa dịch số chính là một phép xem bói dùng hoa mai dụng làm quẻ. Người này tự xưng mình là Mai hoa dịch số, chẳng lẽ hắn tự coi mình là một quẻ bói? Hoặc là thật sự tinh thông thuật này, si mê đến mức tẩu hỏa nhập ma. Đường Lệ từ khẽ mỉm cười, không biết Mai hoa huynh đã tính ra quẻ gì rồi mai hoa dịch số đáp ngươi giết dư khớp phượng đáng chết đường lệ từ nói vậy mai hoa huynh tính toán không đúng rồi dư khớp phượng không phải do ta giết kiếm đường bất ngờ nổ tung nên hắn không may bỏ mạng chứ liên quan gì đến ta đâu mai hoa dịch số nói hoa mai nói ngươi giết dư khớp phượng ta nói ngươi giết dư khớp phượng ngươi chính là hung thủ đường lệ từ đáp thì ra là vậy xin nhận chỉ bảo Trung Xuân Kế đứng sau cửa nhòm tên Mai Hoa Dịch số kia, chỉ cảm thấy động tác người này trông hơi cứng nhắc, hai mắt vô thần, nói năng lộn xộn, dường như đầu óc không tỉnh táo. Trong lòng nàng hoảng sợ, trên đời này ai có thể khiến thất hoa vân hành khách trở nên như vậy? Chỉ e Mai Hoa Dịch số bị tà thuật nào đó khống chế tinh thần, mấu chốt có thể nằm trong mấy tiếng đàn vừa rồi. Bên trái nhà đột nhiên có tiếng gió vút qua, bóng người áo xám nhanh như chớp trong nháy mắt đã vọt tới cách đường lệ từ chỉ hai bước chân. Tay hắn cầm thanh kiếm dài tám thước, không khác nào trường thương. Hắn trông mũi kiếm xuống đất, kiếm khí lướt qua mặt đất bắn tới, đất cát trong phạm vi một trượng xung quanh hắn bay tán loạn, chỉ để lại bề mặt trống trải. Đường lệ từ và căn nhà phía sau nằm trong vùng ảnh hưởng của kiếm khí, lập tức quần áo tóc tai đường lệ từ rối loạn sộc sạch, ngói trên mái nhà chấn động, vôi trắng trên tường rụng xuống ảo ảo cứ như có động đất. Trung Xuân Kế cũng bị chấn động, đứng sau cửa liên tục lùi lại ba bước, thất thanh kêu lên, cuồng lan. Thì ra thất hoa vân hành khách có tổng cộng bảy người, trên đời không ai biết tên thật của bọn họ là gì. Có ba người thường xuyên xuất hiện trên giang hồ là Mai Hoa Dịch Số, Cuồng Lan Vô Hành, Nhất Đào Tam Sắc. Mấy người này là khách quý của kiếm hội Trung Nguyên, mỗi năm kiếm hội tổ chức đều có tên trong danh sách trọng tài. Mỗi người tham gia tỷ võ ở kiếm hội, thi triển võ công kiếm thuật nào cũng phải cho mấy người này xem rồi viết lời đánh giá. Tuy không phải người trong bạch đảo, nhưng thất hoa vân hành khách tuyệt đối không phải hạng gian tà, cũng có qua lại quen biết với dư khấp phượng. Nhưng không hiểu sao dư khấp phượng lại trở thành con cờ dưới chướng phong lưu điềm, mà ngay cả thất hoa vân hành khách cũng được chiêu mộ. Rốt cuộc phong lưu điểm có yêu pháp tà thuật gì mà thao túng được ý chí của nhiều người như vậy? Đường lệ từ đứng ngoài cửa một mình chống chọi với mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành. Thần chí mai hoa dịch số dường như không hoàn toàn tỉnh táo, cuồng lan vô hành thì quần áo xám xịt, đầu bù tóc rối, không biết rốt cuộc là tỉnh hay mê. Nhưng cuồng lan quét ngang trường kiếm, mai hoa dịch số vung tay áo lên, chừng mười hóa hoa mai trắng phá không lao đến, sắc lẻm còn hơn lưỡi đao, đánh thẳng vào mười mấy huyệt lớn trên người đường lệ từ. Đường lệ từ dựa lưng vào cửa phòng, lúc này y cau mày lại, tay ấn lên bụng, lưng hơi khom xuống. Trung xuân kế đứng sau cửa cũng thoát cả tim. vào thời khắc nguy nan này, nếu vết thương của đường lệ từ tái phát, không chống đỡ được, thì năm người trong phòng chẳng phải đều hết hy vọng sống sót hay sao? mười mấy đóa mai trắng phá không lao đến, tay áo đường lệ từ phất ngang ống tay áo hoa mai bị luồng gió đánh rơi. Nhưng thanh kiếm dài tám thước mang theo tiếng rít thê lương của cuồng lan đã bám sát theo hoa mai chém ngang lưng y. Một chiêu kiếm này chẳng những muốn chặt đường lệ từ làm đôi, mà còn muốn chém mở cánh cửa phòng sau lưng y. Mai trắng của mai hoa dịch số bị đánh hả, bóng hắn siêu vẹo như hoa hòa vào ánh kiếm, mai diệp đao mang theo hơi lạnh dồn hết sức nhắm thẳng vào hai chân đường lệ từ. Chỉ nghe một tiếng bộc rất khẽ, Đường lệ từ dùng tay không đoạt lấy lưỡi đao, hai ngón tay phải kẹp lấy trường kiếm của cuồng lan. Nhưng lực hai ngón tay làm sao ngăn được uy lực một kiếm, tuy kiếm thê đã chậm lại nhưng vẫn còn nhắm vào eo y. Mai hoa dịch số hạ thấp người tấn công, mai diệp đao đã đến sát đầu gối đường lệ từ, chỉ cần chém chúng một đao là sẽ tàn tật. Mặt mũi trung xuân kế tái mét, thế tấn công này trên đời mấy ai ngăn được lại nghe giọng nói ôn nhu của đường lệ từ vang lên giữa đao kiếm loang loáng trông cô nương ở đây chỉ có hai tên cô dẫn mọi người đi hai ngón tay y đột một vặn một cái kiếm của cuồng lan bị lực tay y bẻ ngoặt xuống vừa vặn cản được mai diệp đao đã bay đến gần đầu gối ngay sau đó trường kiếm bật lại kiếm thế không hề giảm mà đường lệ từ đang dựa lưng vào cửa phòng không còn đường lui mai hoa dịch số nhảy bật lên mai diệp đao quét ngang cổ y trong ánh đao sáng như tuyết, chuôi đao đột nhiên bề ắn ra một làn sương mù màu hồng. Chỉ cần một trong hai tên này ra tay đã là cao thủ tuyệt đỉnh, giờ hai tên hợp lực với nhau, mới tung ra hai chiêu mà đã dồn đường lệ từ vào chỗ chết. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.